Xin chào các bạn, chủ đề nội dung hôm nay giới thiệu đôi nét về tỉnh Bến Tre. Bến Tre là một trong 13 tỉnh thuộc miền Tây. Tỉnh Bến Tre có diện tích tự nhiên là 2.360 km², địa bàn nằm trên 3 cù lao là cù lao An Hóa, cù lao Bảo, cù lao Minh do phù sa của 4 nhánh sông Cửu Long Bội Tụ nên gồm sông Tiền dài 83 km, sông Ba Lai dài 59 km, sông Hàm Luông dài 71 km, sông Cổ Chiên dài 82 km. Về kinh tế, Bến Tre với dân số 1.620.000 người, tổng sản phẩm trên địa bàn khoảng 2,23 tỷ USD. Về địa lý, tỉnh Bến Tre có hình rẽ quạt, đầu nhọn nằm ở thượng nguồn với các hệ thống kênh rạch chặt chỉnh, phía bắc giáp Tiền Giang, phía tây và nam giáp Vĩnh Long, Trà Vinh, phía đông giáp Biển Đông với chiều dài bờ biển 65 km. Tỉnh Bến Tre hiện có 9 đơn vị hành chính bao gồm thành phố Bến Tre và các huyện Châu Thành, Bình Đại, Ba Tri, Dòng Trơm, Thành Phú, Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, Chợ Lách. Về du lịch, Bến Tre có điều kiện thuận tiện để phát triển du lịch sinh thái bởi ở đó còn giữ được nét nguyên sơ của miền vườn, giữ được môi trường sinh thái trong lành trong màu xanh của những vườn dừa, vườn cây ăn trái rộng lớn. Một số địa điểm du lịch nổi tiếng Bến Tre. Sơn Kim Toàn Hồ nằm bên sông Ba Lai thuộc địa phận huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, có diện tích trên 67 hectare. Nơi đây bạn sẽ được trải nghiệm đi thuyền len lỏi vào những cánh rừng già xanh mát rộn rã tiếng chim, đi qua những chiếc cầu tre lắc lẻo. Hiện nơi đây đang sở hữu trên 120 loài chim quý hiếm như cò, vạc, cồng cồng, diệt tám, quắm trắng, le le, cùng nhiều loại thú hoang dã khác. Ngoài ra nơi đây còn tổ chức một số trò chơi dân dã như đi cầu khỉ, đi dây qua hồ. Sau khi ngắm thiên nhiên đầy thú vị, bạn hãy dừng chân tại nhà hàng, thưởng thức các món ăn ngon dân dã như cá kho nội đất, bánh xèo, mắm tết thịt ba chỉ, các loại bánh dân gian. Điểm đến thứ hai nổi tiếng tại Bến Tre là Cồn Phụng. Trước đây Cồn Phụng có tên là Cồn Tân Vinh, về sau nó còn có một tên gọi khác là Cù Lao Đạo Dừa. Nguyên do là vì ông Nguyễn Thành Nam đã đến đây xây chùa Nam Quốc Phật và thành lập nên một giáo phái gọi là Đạo Dừa. Trong thời gian xây dựng ngôi chùa, những người thợ nhặt được một cái chén cổ có hình con chim phụng nên còn được gọi là Cồn Phụng. Ban đầu, Cồn Phụng chỉ là một cồn nhỏ nổi giữa sông Tiền với diện tích khoảng 28 hectare, nhưng do lượng phù sa bồi đắp dồi dào nên đã lên tới trên 50 hectare. Đến Cồn Phụng, bạn có thể đi thăm các vườn cây ăn trái và thưởng thức các món ăn ngon đậm chất miền Tây. Ngoài ra, nơi đây còn cuốn hút với nghề thủ công được chế tác từ dừa, như kẹo dừa, đồ lưu niệm từ cây, vỏ trái dừa. Điểm đến thứ ba tại Bến Tre là bãi biển Cồn Vững, thuộc huyện Thành Phú, một trong những bãi biển vẫn còn lưu giữ được nguyên nét hoang sơ vốn có. Nơi đây là vùng biển phù sa pha lẫn cát, vì vậy biển Cồn Vững không có làn nước trong xanh hay bờ cát trắng. Tuy nhiên, đến đây bạn vẫn cảm nhận được những cơn gió mát lành chạm vào những con sóng để tâm hồn thấy thư thái, an nhiên. Điều thu hút bạn đến với biển Cồn Vững đó chính là hải sản ở đây rất tươi ngon. Bạn có thể tìm thấy những món ăn hải sản như mực trứng, nghêu, cua, tôm ngay tại các quán ăn trên bãi biển. Cảm ơn bạn đã xem, nếu thấy bổ ích hãy đăng ký ủng hộ kênh nha. Xin cảm ơn.